Mercedes-Benz GLC 300 của chúng ta thì được trang bị hệ thống âm thanh vòm Boommaster 3D với 15 loa, công suất là 710W ha. Thì các bạn hãy nghe là trong cái tên gọi là có chữ 3D, bởi vì bên cạnh đó thì bên Di vẫn có những cái mẫu xe vẫn trang bị loa Boommaster nhưng không có cái hiệu ứng 3D, và điển hình là cái chiếc xe SL43 AMG với mức giá gần 7 tỷ đồng luôn các bạn. Nhưng các bạn chỉ được trang bị cái hệ thống loa Boommaster thôi, và chúng ta muốn có cái hiệu ứng 3D này thì chúng ta phải trả thêm khoảng tầm 110 triệu nữa ha, thì chúng ta mới có được cái hệ thống âm thanh này, giống như trên chiếc xe GLC 300. Đây là một cái điểm mà giúp cho chiếc xe GLC 300 phải thật sự rất rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó, và chúng ta tổng cộng là 15 loa thì chúng ta sẽ có là 4 cái loa mid và 4 cái loa chép ở trên 4 cái cánh cửa ha. Một cái loa center nằm ở cái khu vực táp lô nè, hai cái loa hiệu ứng 3D nó sẽ nằm ở phía trước ở trên trần, cũng như là hai cái loa surround nằm ở phía sau cũng như là trên trần đó, và hai cái loa bass ở nằm ở phía phía trước ở dưới chân này các bạn. Đó thì chúng ta có tổng cộng là 15 loa, và với cái hệ thống âm thanh Boommaster 3D này trên cả chiếc xe GLC 300 thì thật sự chúng ta có rất là nhiều những cái cài đặt theo ý của chúng ta các bạn. Đó, và chúng ta có thể chọn một cái hồ sơ âm thanh theo sở thích cá nhân của chúng ta, có nghĩa là chúng ta muốn cái tiếng bass hoặc là tiếng jazz hoặc là một cái tiếng trống hoặc là tiếng đàn piano hoặc là tiếng cello theo ý của chúng ta, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và Duy nghĩ là với cái hồ sơ cá nhân này thì có thể là đáp ứng bất kỳ một cái đôi tai khó tính nào của các anh chị khách hàng đó. Và chúng ta có thể là chọn một cái hiệu ứng 3D như trong cái tên gọi của nó ha. Và tiếp theo nữa thì chúng ta có thể là chọn một cái chế độ tiêu điểm âm thanh, có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi phía trước chúng ta lái xe như thế này bạn, thì chúng ta có thể là chọn cái khu vực âm thanh phát ra hay nhất ở cái khu vực phía trước, còn nếu mà chúng ta ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chọn cái khu vực âm thanh phát ra hay nhất ở phía sau nha, rất là đặc biệt. Và một cái tính năng nữa các bạn, đó là tính năng bình thường hóa tiếng ồn, có nghĩa là đối với những cái bài hát chúng ta các bạn, thì chúng ta đi vào những cái đoạn đường đẹp hoặc là những cái đoạn đường không đẹp thì có thể là cái tiếng ồn bên ngoài nó sẽ đưa vào bên trong cabin, thì cái hệ thống âm thanh của chúng ta có thể là tăng lên hoặc là giảm xuống để làm cho cái bài hát của chúng ta nó sẽ liền mạch với nhau ha. Cũng như là đối với những cái bài hát khác nhau, chúng ta sẽ có những cái mức thu âm cao hoặc là những cái mức thu âm thấp hơn, thì với tính năng bình thường hóa tiếng ồn này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nghe những cái bài hát một cách liền mạch và cái tần số ngang nhau như thế này. Đây là một cái điểm rất là hay trên cái hệ thống loa Boommaster 3D này của GLC 300 đó. Và Boommaster là một cái thương hiệu được thành lập năm 1977 bởi ông Dieter Boommaster. Ông là một kỹ sư cũng như là một cái nhạc sĩ rất là tài giỏi ha, và ông muốn những cái bài hát của ông được phát ra một cách chân thật nhất, cho nên là chúng ta sẽ có cái dàn loa Boommaster như ngày hôm nay. Và ông đã mất vào năm 2015, nhưng công ty của ông vẫn đang đi theo những cái định hướng, những cái triết lý mà ông đang mong muốn về cái hệ thống âm thanh high-end. Và Boommaster hiện tại bây giờ vẫn đang liên kết với những cái hãng xe rất là cao cấp như Mercedes-Benz, Porsche hoặc kể cả là Bugatti luôn. Cho nên là các bạn thấy không, những đó là những cái thương hiệu xe thật sự rất là đẳng cấp trên thế giới, cho nên là các bạn thấy Boommaster nó thật sự đặc biệt như thế nào. Và chúng ta hầu như chúng ta sẽ không bắt gặp những cái loa Bluetooth của Boommaster ha, và chúng ta chỉ thấy là Boommaster của chúng ta chỉ sản xuất những cái mẫu loa rất là đắt tiền thôi các bạn nha. Đó, và nếu các bạn nào đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz và muốn cả trải nghiệm cái hệ thống loa Boommaster này, thì Duy mời các bạn đến ngay cái showroom bên Duy Rung để trải nghiệm thực tế cái hệ thống âm thanh này nha. Ok, xin cảm ơn các bạn.